Các bạn đang thấy được là Tổng thống Donald Trump đã trở về Nhà Trắng. Đây là cái thông tin mà chúng ta cũng đã nhận được hồi sáng này thường đã đăng ở trên những cái mạng xã hội là Tổng thống Donald Trump đã được rời khỏi bệnh viện quân y Watery và trở về Nhà Trắng vào lúc 6 giờ 30 chiều giờ địa phương có nghĩa là giờ Eastern Standard Time nghĩa là 3 giờ 30 chiều giờ Cali. Thì những bạn nào mà theo dõi thuần khắp video trên những mạng xã hội cũng đã nhận được thông tin này. Những bạn nào mà chưa theo dõi thuần trên những mạng xã hội thì các bạn cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái link của Facebook, Twitter và Telegram để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và sớm nhất. Thì các bạn thấy được là chúng ta nhận được rất nhiều những cập nhật đến từ Tổng thống Donald Trump trong vòng mấy ngày qua. Có thể nói là cập nhật liên tục từ bác sĩ của Tổng thống cho đến cái thông tin được chia sẻ bởi Twitter của Tổng thống cũng như là những cái đoạn video ngắn. Các bạn thấy được là video thì được đưa ra hàng ngày và hôm nay cũng không có ngoại lệ. Và cái thông điệp của tổng thống Donald Trump trong vòng 2 ngày hôm nay rất là quan trọng đối với thị trường tài chính và các bạn có đã biết là đương nhiên sẽ có cái sức ảnh hưởng đối với thị trường crypto. Tại vì thị trường tài chính và thị trường crypto bây giờ chúng ta nói tới chỉ số stock của Mỹ S&P 500 và cái xu hướng của crypto bây giờ là có sự quan hệ rất là mật thiết thì những cái thông điệp của tổng thống Donald Trump trong vòng 2 ngày hôm nay thì là những thông điệp gì? Các bạn thấy được là những thông điệp này rất có lợi và rất là quan trọng đối với tình hình của kinh tế Trước hết là Tổng thống đã nói là tôi đã khỏe. Đây là những cái thông điệp chúng ta đã nhận được trong vòng 2-3 ngày qua. Từ khi mình nhập viện các bạn thấy được là ngay sau đó chúng ta đã nhận được nhiều thông tin đến từ đoàn của bác sĩ của Tổng thống là Tổng thống đã khỏe và Tổng thống cũng đã confirm xác nhận thông tin này thông qua Twitter cũng như những cái video ngắn. Thứ nhì là Tổng thống nói là ông ta đã học được rất là nhiều liên quan tới dịch bệnh và những cái kiến thức mà Tổng thống có được thì Tổng thống Donald Trump nói là học thực chiến chứ không phải là trên sách vở. Đây là một điều rất quan trọng, tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa. Và Tổng thống nói là đừng sợ dịch bệnh và chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng và qua được cái dịch bệnh này. Và những gì mà Tổng thống đã làm rất là nguy hiểm. Cho nên ông ta cần phải làm tại vì ông ta là một nhà lãnh đạo thực sự. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Tổng thống đang muốn nói tới đối với Thuận. Đương nhiên Tổng thống không nói rõ trong cái đoạn video này chỉ có là một phút. 26 giây mà thôi. Tôi nghĩ là tổng thống đã lót đường sẵn cho những cái sự tấn công sau này nói là tổng thống không đeo khẩu trang hay là tổng thống phụ nhân dịch bệnh hay là bất cứ một vấn đề gì đó dẫn đến là tổng thống bây giờ là phải trả giá là bị nhiễm dịch bệnh nhưng mà tôi nghĩ là tổng thống Donald Trump đang lót đường sẵn để mà trả lời đó chính là ông ta biết là có dịch bệnh nhưng mà ông ta vẫn khuyên mọi người là không nên sợ tại vì đó là lãnh đạo phải làm chứ không nên gây sợ hãi tôi nghĩ đây mới là cái điều mà Tổng thống Donald Trump muốn ám chỉ chúng ta phải chờ đợi coi coi là trong vòng vài ngày tới đây tình hình sẽ như thế nào. Và điều cuối cùng Tổng thống nói đó chính là sẽ có thuốc và vaccine nhanh chóng. Thì các bạn thấy được là chúng ta sẽ đi vào thêm chi tiết những cái điều này và có sức ảnh hưởng là như thế nào và thị trường tài chính nghĩ ra sao. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì trong vòng mấy ngày qua các bạn thấy được là những cái thông điệp, những cái thông tin đến từ tổng thống Donald Trump cũng đã làm cho nhiều người, nhất là những nhà đầu tư đã có cái cách suy nghĩ khác, đã có thể là làm nhiều người bất ngờ và có thể là nhiều người thay đổi cách nhìn về cái nhận định của tổng thống Donald Trump cũng như là cái phần trăm tái đắc cử. Tại vì các bạn thấy được là sau khi mà cái thông tin liên quan tới tổng thống Trump bị nhiễm dịch bệnh thì cái phần trăm mà tái đắc cử nhiều người cho là thấp hơn và cũng như các bạn thấy được là thị trường nó lập tức đi xuống tại vì người ta nghĩ đây là một cái thông tin xấu liên quan tới tình hình của kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà những gì mà tổng thống Donald Trump nói tới trong vòng 2 ngày qua đều là những cái trọng tâm của thị trường tài chính hiện tại. Trước hết chúng ta nói tới là cái gói hỗ trợ các bạn thấy được là Tổng thống Trump đã liên tục đưa ra nhiều cái thuyết là bắt đầu là khoảng chừng là ngày hôm qua chúng ta đã thấy là Tổng thống Trump lại muốn nói về cái hỗ trợ và muốn có được một cái hỗ trợ nhanh chóng và muốn tiếp tục trở về để mà tiếp tục ra tranh cử các bạn thấy được đây là một cái trọng điểm tại vì thị trường bây giờ vẫn đang tiếp tục chờ đợi gói hỗ trợ nhiều người cho là gói hỗ trợ kế tiếp là cái động lực sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường lên cao Thứ nhì, là tổng thống Donald Trump hôm nay lại nói tới vắc xin và thuốc, hôm qua cũng đã nói tới vắc xin và thuốc và tổng thống Trump nói là vắc xin và thuốc sẽ có trong thời gian nhanh chóng. Cho bạn thấy được đây cũng là một trọng điểm đương nhiên. Và nếu như mình thật sự chúng ta sẽ có thuốc hay là vắc xin trong thời gian nhanh chóng thì điều này sẽ làm giảm đi cái sự lo sợ liên quan đến dịch bệnh của công chúng, người ta sẽ đi lại bình thường, người ta sẽ mở cửa làm ăn bình thường người ta có thể là sẽ mua sắm lại và sẽ kích thích nền kinh tế của hoa kỳ đây là điểm thứ ba và cuối cùng đó chính là cái sự lạc quan của tổng thống donald trump liên quan tới việc tái đắc cử điều này đương nhiên là trong thời gian ngắn hạn sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy là lạc quan hơn tại vì các bạn cũng đã biết là thời gian ngắn hạn thì nhiều người cho là nếu như mà joe biden thực sự được đắc cử thì sẽ dẫn đến là kinh tế sẽ đi xuống trong thời gian ngắn hạn nhất là chúng ta nói tới thị trường tài chính của hoa kỳ chúng ta nói tới thị trường cổ phiếu của hoa kỳ nhưng mà nếu như tổng thống đò trong tái đắc cử thì những cái chiến lược liên quan tới thuế thì có thể là làm cho thị trường sẽ có cái sự tăng trưởng. Tuy nhiên, thì cũng đã từng chia sẻ với các bạn trong những cái video trước đây, chúng ta nhìn vào thời gian dài hạn hơn thì không có một dấu hiệu nào cho thấy được hay là một dẫn chứng nào cho chúng ta thấy được là chúng ta có một cái vị tổng thống của đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ thì thị trường sẽ phấn ra sao? Tại vì trong thực tế, thị trường cứ liên tục tăng trưởng trong vòng mấy chục năm qua. Mặc dù chúng ta đã thay đổi tổng thống liên tục và cũng đã thay đổi đảng liên tục, cho nên trong thời gian dài hạn điều này cũng không có quan trọng lắm. Nhưng mà ngắn hạn thì nhiều người vẫn cho là tổng thống Trump tái đắc cử sẽ là cái điểm tốt cho thị trường tài chính trong thời gian ngắn hạn. Và các bạn thấy được là đây không phải là những gì mà thuận nói với các bạn cho tôi vui. Các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào thị trường cổ phiếu của Hoa Kỳ thì đây là một dẫn chứng rất là rõ ràng mỗi lần mà tổng thống trump đưa ra cái thuyết trong vòng mấy ngày qua liên quan tới cái tình hình dịch bệnh của ông ta đã suy giảm hay là tổng thống đã thấy khỏe hơn và có thể xuất diện được thì các bạn thấy được là cổ phiếu cứ tăng và tăng và tăng chúng ta nhìn vào chỉ số của các chứng khoán hoa kỳ ngày hôm nay như là chỉ số dow jones thì sau khi mà tổng thống đưa ra cái thông tin hồi sáng này là sẽ xuất viện à, chiều ngày hôm nay nghĩa là trước khi mà xuất viện thì đưa ra cái thông tin đó thì các bạn thấy được là cổ phiếu của Hoa Kỳ đã tăng trưởng, chỉ số Dow Jones đã tăng 1,68%, tăng 465 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 1,8% tăng 60 điểm và chỉ số Nasdaq đã tăng 2,32%, tăng 257 điểm. Thị trường cổ phiếu thì rất là lạc quan đối với cái tình hình hiện tại. Nhưng mà các bạn thấy được là đây là thời kỳ của ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào ngày mai, thì các chỉ số pre-market nghĩa là hợp đồng tương lai thì cho thấy được là bây giờ là thị trường coi như phần lớn cũng đi hàng ngang các bạn thấy được là Dow Future thì chỉ tăng có 46 điểm là 0,16% S&P thì chỉ tăng có 3 điểm có nghĩa là khoảng 0,11% và Nasdaq Future thì đã đi xuống 0,1% Phần lớn đối với thuận của phần trăm tăng trưởng này là không đáng kể chúng ta không biết được là ngày mai sẽ mở cửa như thế nào nhưng mà ít ra ngày hôm nay thì thị trường rất là phấn khởi bây giờ thường nghĩ là nhiều nhà đầu tư cần phải suy nghĩ là những gì đã xảy ra tổng thống Trump đã trở về Nhà Trắng tình hình liên quan tới bệnh của tổng thống thực sự bị suy giảm hay là không tại vì nhiều người cho là cái thời kỳ nguy hiểm vẫn chưa có qua chúng ta cần phải đợi tới ngày 7 ngày 10 trước khi mà chắc chắn được cho nên nhiều người bây giờ vẫn còn có sự lo sợ đó và có thực sự là tổng thống có thể là chuyển cái tình hình mà bị nhiễm dịch bệnh trở thành một cái vũ khí lợi hại để có thể tái đắc cử hay không đây vẫn là một điều mọi người chưa có biết và quan trọng hơn hết đó chính là liên quan tới gói hỗ trợ mà chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa. Tổng thống sẽ có những cái chiến lược gì để mà thúc đẩy cái gói hỗ trợ có thể được thông qua. Và chúng ta nhìn vào những cái thị trường khác như là vàng đi. Thì các bạn thấy được là hợp đồng của vàng ngày hôm nay là 1914 đô cho một ao vàng. Thì xuống 0,27% phản ứng ngược lại đối với thị trường của chứng khoán. Các bạn nhìn vào dầu đi thì hợp đồng tương lai của dầu bây giờ thì tăng 0,2% ở cái mức là 39 đô 32 cent cho một thùng dầu nhưng mà thật ra cái con số này so với lại cái tay 2-3 ngày thì cũng gần như là tương đương với nhau chúng ta bây giờ nhìn vào thị trường crypto thì các bạn thấy được là khi mà nhìn vào thị trường crypto thì chúng ta thấy là phần lớn các crypto hầu như là không có cái sự thay đổi nhiều so với ngày hôm qua Bitcoin thì cũng tăng trưởng một chút ở cái mức là 10.746 tăng gần như là 1%. Ethereum thì không tăng trưởng nhiều chỉ tăng trưởng có 0.6% ở cái mức là cũng gần như giống như ngày hôm qua. Hôm qua các bạn thấy là chỉ dưới 350 đô, bây giờ thì Ethereum thì là 353 đô. Và thị trường crypto thì các bạn thấy được là những đồng lớn thì có đồng tăng hôm nay, có đồng giảm ngày hôm nay, không có một xu hướng nào gọi là nhất định hết. Nhưng mà Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin và một số những đồng lớn khác thì có sự tăng trưởng ngày hôm nay. Là thật ra chúng ta thấy tình hình của btc coi như là không có sự phản ứng nhiều khi mà chúng ta nhận được những cái thông tin tốt được đưa ra từ tổng thống và chúng ta nhìn vào thị trường cổ phiếu của hoa kỳ thì thấy là những cái chỉ số tăng lên nhưng mà nhiều bạn có thể là cảm thấy là không được vui lắm tại vì chúng ta nhìn vào thị trường crypto lại không thấy cái sự phản ứng mạnh như vậy như là khi mà chúng ta nhìn vào cái sự phản ứng của thị trường cổ phiếu của hoa kỳ khi mà nghe tin tức tốt được đưa ra từ tổng thống donald trump nhưng mà thật ra trong thời gian vừa qua trong mấy ngày qua thị trường Bitcoin vẫn tiếp tục tăng trưởng nhưng mà tăng trưởng nhẹ và tăng chỉ điều điều chúng ta sẽ nói tới thêm một lát nữa nhưng mà điều mình thường muốn chia sẻ bây giờ đó chính là liên quan đến gói hỗ trợ thì tình hình mới nhất là không có cái thông tin nào gọi là lạc quan hết các bạn thấy được là ngày hôm nay thì chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi và bộ trưởng bộ tài chính Steve Mnuchin lại tiếp tục đàm phán ngày hôm nay qua điện thoại và đàm phán khoảng chừng là 50 phút và kết quả thì ra sao Kết quả là không có tiến triển gì hết Và các bạn thấy được là bây giờ vẫn không có một gói hỗ trợ nào có thể được hai bên chấp nhận và được thông qua Đương nhiên thường nói hai bên tại vì các bạn thấy được là Steve Mnuchin bây giờ là đại diện cho Nhà Trắng cũng như là tiếng nói của đảng Cộng Hòa bây giờ Chứ còn khi mà có đề xuất gói hỗ trợ thì phải được thông qua Hạ viện, Thượng viện và sau đó là mới tới được Tổng thống Donald Trump Thì các bạn thấy được là bây giờ nhiều người suy nghĩ là cái ước mơ cái ước mơ của Tổng thống Donald Trump, của Nancy Pelosi, của Stephen Mnuchin và nhiều người là có được một gói hỗ trợ thông qua trước ngày bầu cử ngày 3 tây tháng 11 có được hay là không thì chúng ta thấy được là bây giờ tới ngày 3 tới tháng 11 là còn không tới một tháng nữa và bây giờ là nhiều nghị sĩ, nhiều dân biểu đã nghỉ trong cái cuộc nghỉ kỳ này và các bạn thấy được là tới ngày thường nhớ là 19 tới tháng 10 mới trở lại quốc hội nhưng mà một điều các bạn cũng nên nhớ là nếu như mà thật sự là hai bên giữa Nancy Pelosi và Stephen Mnuchin mà có thể có được một cái sự thỏa thuận liên quan tới cái hỗ trợ kế tiếp thì chúng ta sẽ thấy được là những cái nghị sĩ có thể là trở về quốc hội nhanh chóng những cái dân biểu có thể trở về quốc hội nhanh chóng để mà bỏ phiếu cho cái gói hỗ trợ kế tiếp cho nên cơ hội là vẫn còn đó mới là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn thì chúng ta nhìn vào Bitcoin bây giờ các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giá cả của BTC thì tôi biết là chúng ta thấy là mỗi một lần mà chứng khoán tăng mạnh tại vì tin tức tốt liên quan tới tổng thống Donald Trump thì thị trường crypto lại không có sự phấn mạnh cho bạn thấy được là sau khi mà cái thông tin liên quan tới là tổng thống bị nhiễm dịch bệnh thì thị trường crypto đã lao vực cùng với thị trường chứng khoán nhưng mà lại không có cái sự tăng trưởng ngược trở lại như là thị trường chứng khoán nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ nến giờ của Bitcoin trên sàn Coinbase và nhiều sàn khác các bạn sẽ thấy được là bây giờ trong vòng mấy ngày qua, từ ngày mà các bạn thấy được là ngày 2 tây tháng 10 cho đến ngày hôm nay thì Bitcoin vẫn tiếp tục tăng trưởng, tăng trưởng từ từ và tăng trưởng đều đều trong vòng mấy ngày qua cho nên cái sự tăng trưởng là thật sự là có chứ không phải là không có, chỉ là không tăng trưởng mạnh như là nhiều người mong đợi khi mà chúng ta nhận được thông tin tốt. Tại vì nhiều người bây giờ thì vẫn nghĩ là nếu như mà thị trường stock cổ phiếu của Hoa Kỳ tăng mạnh thì hy vọng là chúng ta cũng thấy được sự tăng mạnh ở trong thị trường Bitcoin nhưng mà đó không phải là cái điều chúng ta đã chứng kiến trong vòng mấy ngày qua và nói tới thị trường Bitcoin thì có một cái thông tin mà thông cảm thấy là nhiều bạn rất là lo lắng bây giờ đó chính là thông tin liên quan tới 150.000 đồng BTC sẽ được trả cho những nạn nhân từ sàn Malgox. nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới thông tin này nếu như các bạn là một trader trong thị trường crypto thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn giao dịch nào các bạn đừng quên bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng mutual capital như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch các bạn có thể được hỗ trợ trading vân vân các bạn chỉ cần bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng mutual capital chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin liên quan tới một điều mà nhiều bạn hỏi thuận đó chính là liên quan tới 150.000 đồng BTC sẽ được trả cho những nạn nhân của sàn Malgox và nhiều bạn cho là sẽ được trả trong tháng này ngày 15 tây tháng 10 thì thật ra thông tin này có một số điều cũng không có đúng lắm mà thường muốn chia sẻ với các bạn thì các bạn thấy được là thông tin chúng ta nhận được rất nhiều nơi là sàn Malgox chuẩn bị trả 150.000 Bitcoin này cho những nạn nhân thì những bài nào mà đã tham gia thị trường crypto này ít nhất là 2-3 năm qua thì cái tên Malgox là một cái tên mà chúng ta cũng rất là quen thuộc những mà nào mà ở thị trường này trong thời gian chỉ có một năm trở lại thì có thể là không rõ về Malgox là gì Và tại sao ai cũng quan tâm đến sàn Malgox này Đây là một cái sàn có thể nói là cái sàn mà có tên tuổi lớn đầu tiên hết của thị trường Bitcoin Là một sàn được thành lập ở Nhật Bản Và ở trong những cái thời điểm như là năm 2012, 2013 Các bạn thấy được là ở thời điểm đó thì thị trường Bitcoin rất là nhỏ Và giao dịch Bitcoin thì hầu như là ai cũng giao dịch trên sàn Malgox Magox là một cái sàn mà cái tên thực sự đó chính là Magic of the Gathering Online Exchange Đây là một cái trang web được tạo ra cho một trò chơi khác nhưng mà sau này thì lại được sử dụng để mà giao dịch Bitcoin và được nhiều người rất là yêu thích Nhưng mà có một cái điều đáng tiếc đã xảy ra là từ năm 2011 đến năm 2013 đã có tổng cộng là 850.000 đồng Bitcoin đã bị hát, bị lấy cắp đi từ cái sàn này. Đây chính là điều mà nhiều người vẫn đang đặt nhiều nghi vấn cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà điều chính thức chúng ta nhận được là cái số tiền này đã bị hát 850.000 Bitcoin. Và trong 850.000 Bitcoin đó, cái số tiền mà những cái nạn nhân các bạn cũng đã biết là từ nhiều năm trước đây, 5-6 năm trước đây, cái vụ hát này xảy ra cho tới ngày hôm nay, những nạn nhân vẫn chờ đợi để được trả lại một cái phần tiền. Và cái phần tiền mà có còn ở trong cái sàn này mà có thể được trả ra thì những nạn nhân chỉ còn có 150.000 BTC mà thôi. Thì các bạn thấy được là cái sàn này đã có được một người để mà phụ trách, người này sẽ phụ trách là phân phát cái số tiền này cho nạn nhân. Thì trong vòng mấy năm qua các bạn thấy được là những nạn nhân cần phải điền đơn, cần phải xác minh mình là ai để mà nhận được cái số tiền bồi thường đến từ sàn. Tuy nhiên các bạn thấy được là cái số mất đi là 850.000 BTC, cái số được trả lại chỉ có là 150.000 Bitcoin mà thôi. Nhưng mà đây là một cái uh, sự việc rất là lớn và các bạn thấy được là sẽ tốn rất nhiều thời gian để mà có thể phân phát làm sao cho hợp lý và cái việc mà phân phát cái số tiền 150.000 Bitcoin này đã bị trì hoãn rất là nhiều lần trong vòng mấy năm qua. Ngay cả là năm 2019 các bạn cũng đã thấy là hình như là thường nhớ là đã trì hoãn hai hay là ba lần. Thì bây giờ các bạn thấy được là cái thời hạn kế tiếp mà nhiều người nói tới chúng ta nhìn vào cái hình này được đăng ở trên Contagraph đó chính là ngày 15 tây tháng 10 năm 2020 thì nhiều bạn cho là từ đây Đến ngày 15 tháng 10, chúng ta sẽ thấy được là cái số tiền 150.000 đồng Bitcoin này sẽ được trả cho những nạn nhân của sàn Margot. Và khi mà mọi người nhận được cái số tiền Bitcoin bồi thường thì mọi người sẽ ao ạt bán đi cái số lượng tiền 150.000 đồng Bitcoin này. Và đương nhiên nhiều bạn lo lắng là cái số tiền này sẽ làm ảnh hưởng rất xấu đối với giá cả của Bitcoin. Thì có một số điều tôi muốn chia sẻ với các bạn trước hết là cái ngày 15 tới tháng 10 này Các bạn nhìn thấy trên màn hình Cái ngày này không phải là cái ngày chính thức mà cái số tiền này sẽ được trả cho những nạn nhân Cái ngày 15 tới tháng 10 này là cái ngày mà cần phải đưa ra một cái chiến lược Một cái văn kiện nói là cái số tiền này thì kế hoạch sẽ trả là trả như thế nào Và trả bao giờ và trả bao nhiêu vân vân các bạn thấy được đây sẽ là những cái chi tiết trong cái kế hoạch trả tiền chứ không phải là ngày 15 tây này là cái ngày trả tiền ngày 15 tây này là cái ngày mà cần phải đưa ra kế hoạch đương nhiên cái ngày này hoàn toàn có thể là tiếp tục bị dời nếu như mà chúng ta nhận được thêm cái thông tin là cần thêm thời gian để mà đưa ra một cái bản chiến lược này chúng ta sẽ được đây là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa là đối thuận thì nếu như một ngày nào đó ngày 15 tây không phải là ngày chính thức sẽ gửi tiền Như một ngày nào đó khi mà cái số tiền 150.000 đồng Bitcoin này được trả cho những nạn nhân thì lúc đó sẽ như thế nào? Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người bán. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin này đã là từ lúc năm 2011, năm 2012, năm 2013. Lúc đó các bạn cứ nhớ là đi giá Bitcoin là bao nhiêu? Giá Bitcoin có thể nói là chỉ có mấy đô la thôi. Thì chúng ta thấy được là với cái giá bây giờ có thể là cái số tiền Bitcoin mà những nạn nhân lấy về được có thể đáng giá rất là nhiều ngày hôm nay Có thể đáng giá hơn là cái số lượng tuy là họ có nhiều Bitcoin hơn trước đây ở trong sàn mà bị lấy cắp Cái số tiền họ nhận được chỉ là một phần nhỏ của số Bitcoin mà họ bị lấy cắp đi Nhưng mà giá trị của những Bitcoin mà họ lấy lại bây giờ cao hơn rất nhiều so với là cái tổng giá trị hồi xưa mà họ có ở trên sàn Malgox Nhiều người có thể là nhanh chóng trở thành triệu phú cho nên các bạn thấy được là khi chúng ta nhận được một số tiền lớn như vậy, có thể là những người này nếu như mà họ không có bị hack ở trên sàn Malgox thì cái số lượng Bitcoin này họ đã bán đi rất là lâu rồi. Nhưng mà tại vì sàn Malgox bị hack cho nên họ bắt buộc là không thể bán Bitcoin được. Và khi mà họ nhận được số tiền này thì các bạn thấy được là họ sẽ bán đi nếu như cái đây là một cái số tiền mà có giá trị rất cao bây giờ. Bản thân Thuận thì các bạn biết là rất là thích Bitcoin nhưng mà nếu như thường nói giả sẽ như mà Thuận nhận được số tiền bồi thường từ sàn Malgox mà cái số tiền này tính theo đô la có thể lên tới 10 triệu, mười mấy triệu thì thường hoàn toàn có thể bán đi tại vì mục đích khi mà chúng ta đầu tư là các bạn đầu tư phải có mục đích chứ không nên đầu tư chỉ vì đầu tư các bạn đầu tư vì các bạn cần tiền để làm một gì đó, cần tiền để mua bất động sản, các bạn cần tiền để mà kinh doanh hay vì một lý do gì đó các bạn cũng cần tiền để có được tự do tài chính thì các bạn cần phải có một con số trong đầu của các bạn khi mà các bạn đạt được con số đó thì các bạn cần nên nghĩ chứ không phải là đầu tư chỉ vì muốn để đầu tư bạn đầu tư là phải có cái lý do của mình thì nhiều người cũng như vậy thôi khi mà họ nhận được một số tiền lớn thì họ sẽ bán nhưng mà tôi nghĩ là mọi người không có nghĩa là sẽ bán cùng một lúc các bạn à, có thể nghĩ được là nhiều người họ sẽ chia ra để mà bán và chúng ta bây giờ có rất là nhiều những cái sàn OTC tại vì các bạn thấy được là những sàn OTC là những cái nơi mà hợp lý hơn khi mà chúng ta muốn bán số lượng đồng Bitcoin lớn tại vì sao Tại vì khi mà bán, các bạn thấy là các bạn càng bán nhiều thì giá lại càng đi xuống Những cái đồng Bitcoin sau này các bạn càng bán thì giá lại sẽ càng rẻ hơn Và đương nhiên các bạn bán thì không có muốn là bị giá rẻ hơn Các bạn muốn là sẽ có được một cái giá tốt Cho nên tôi nghĩ là nhiều người nếu như mà thực sự một người nào đó mà nhận được mấy ngàn đồng Bitcoin Họ có thể là thông qua những sàn OTC Có nghĩa là những cái sàn dòng ngoài, những cái sàn mà các bạn giao ước lẫn nhau Giá bán cho mua là bao nhiêu Thì những cái sàn đó sẽ không làm ảnh hưởng tới giá của thị trường cho nên trên căn bản, Thuần không lo lắng nhiều về cái số tiền 150.000 đồng Bitcoin này. Thì Thuần hy vọng là các bạn hiểu được những gì đang xảy ra khi chúng ta nói tới cái vấn đề liên quan tới sàn mạo gót cho 150.000 đồng Bitcoin. Và đây là tất cả những gì mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.